Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp lại đội bóng cũ Jeonbuk. Đội tuyển Việt Nam gặp Núi Lớn, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Daegu Fan Club và Ulsan Citizen với cùng tỷ số 2-0 trong cả hai trận giao hữu đầu tiên tại Hàn Quốc. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thể hiện đấu pháp phòng ngự chặt chẽ, chuyển đổi trạng thái và tấn công hiệu quả. Ông Kim cũng tận dụng cơ hội để thử nghiệm nhiều gương mặt mới. Đến lúc này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã thu lại những tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của đội tuyển Việt Nam sẽ được bộc lộ ở trận hạ màn gặp Jeonbuk Hyundai Motors lúc 12 giờ ngày 1/12. Đây cũng là màn tái ngộ đội bóng cũ của huấn luyện viên Kim Sang-sik, nơi ông từng rất thành công trong cả vai trò cầu thủ lẫn huấn luyện viên trưởng. Đội tuyển Việt Nam tập huấn ở Hàn Quốc. Câu lạc bộ Jeonbuk là tượng đài của bóng đá Hàn Quốc với 9 chức vô địch, 2 lần về nhì trong 13 mùa giải K-League gần nhất 2009-2021. Khi lần đầu lên ngôi vào năm 2009, số chức vô địch của Jeonbuk vẫn kém 6 đội bóng. Nhưng hiện tại, không đội bóng nào có thể sánh với Jeonbuk về thành tích. Đội bóng từng được ông Kim huấn luyện cũng vô địch K-League 5 năm liên tục, một kỷ lục trong lịch sử giải đấu. Ở AFC Champions League, Kim Jin-su cùng đồng đội có 2 chức vô địch 2006-2016, cùng một lần về nhì năm 2011. 48 trận gần nhất tại sân chơi châu Á, Jeonbuk giành 26 chiến thắng, đạt tỷ lệ 54%. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có 3 mùa giải 2021-2023 huấn luyện Jeonbuk. Ông giúp đội bóng này vô địch K-League 2021 và Cúp FA Hàn Quốc 2022, giành giải huấn luyện viên xuất sắc nhất năm ở mùa giải 2021. Kinh nghiệm thi đấu phong phú với 378 trận ở K-League cùng 59 trận khoác áo đội tuyển Hàn Quốc giúp ông Kim có thể dễ dàng thị phạm kỹ chiến thuật, chuyên môn cho học trò. Việc được Jeonbuk, đội giàu thành tích nhất K-League chọn lựa trong 3 mùa giải cũng phần nào cho thấy năng lực chuyên môn của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Dưới bàn tay huấn luyện của chiến lược gia 48 tuổi, Jeonbuk là đội bóng tấn công hiệu quả bậc nhất K-League với 200 bàn thắng sau 118 trận, trung bình 1,69 bàn trận. Ông Kim tiếp tục thử nghiệm. Huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn áp dụng phương pháp đan xen cầu thủ kinh nghiệm và những gương mặt mới mẻ trong các trận giao hữu đã qua, nhằm tạo nên cuộc cạnh tranh vị trí chưa có hồi kết. Nhiều cầu thủ đã ghi điểm với ông Kim, trong đó có Quang Hải, Tuấn Hải, Hai Long hay Tiến Linh. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Hàn Quốc vẫn cần một đối thủ mạnh và kỷ luật như Jeonbuk để nhìn rõ hơn nữa năng lực của học trò. Câu lạc bộ Jeonbuk thi đấu không thành công sau khi huấn luyện viên Kim Sang-sik rời đi. Đội bóng này chỉ đứng thứ 10-12 đội ở K-League 2024, với nhiều vấn đề từ lối chơi đến thượng tầng. Song, Jeonbuk vẫn là đối trọng đáng gờm, buộc đội tuyển Việt Nam phải rất nỗ lực để ngăn chặn. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hướng tới chiến thắng thứ 3 liên tiếp để khép lại chuyến tập huấn ở Hàn Quốc theo cách trọn vẹn nhất.